Đây là ruộng sen bạt ngàn nằm lọt thỏm giữa bốn bề vườn cây ăn trái và ruộng lúa của gia đình bà Nguyễn Thị Thắng, ngụ quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Bén duyên chỉ mới 2 năm, với diện tích hơn 1 hecta trồng hoa sen kiển bán bông. Giờ đây, mùa thu hoạch bông, bà con có nguồn thu nhập ổn định hơn 1 triệu đồng một ngày. Trồng tích cực nhưng thu hoạch nó thấy nó ổn định hơn đó cô ơi. Tôi mặn thì hồi đó thì lúa thì nó không có được cái giá hung. Rồi tôi đổi qua xưa trồng sen được 2 năm rồi. Sen này thì lại là dương qua qua nè. Khi trồng là mình phải chăm sóc cho kỹ. Dương qua qua này nó hơi khó hơn trắng. Hồi trước thì trồng lúa, bây giờ chuyển sang trồng sen. Thì bây giờ cô biết không, tại vì tôi mặn là lúa là phân thuốc nó hơi mắc. Thu hoạch nó không có được nhiều. Tôi chuyển qua tôi trồng là 10 con sen. Các giống sen được chọn là sen trắng, sen hồng và sen Zuwaba. Đây là những loại sen có bông đẹp, to, nhiều cánh, hương thơm quyến rũ và lâu tàn, được xếp vào hàng sen đại. Khi nở to, sen này có đường kính lên tới 30cm, được thị trường ưa chuộng. Thường một công đất cần 80-100 bụi sen giống. Sen sau khi trồng khoảng 60-70 ngày có thể thu hoạch bông. Người trồng có thể thu bông liên tục mỗi ngày trong 3 tháng. Tuy nhiên, đối với giống sen này, mỗi mùa người trồng phải tiến hành xới trục, xử lý và vệ sinh đất để xuống giống mới. Cái này thì mình trong vòng mình 3 tháng. Trong lúc mình trồng thì 2 tháng mình thu hoạch, 3 tháng là bắt đầu mình mới xới trục lại, sửa đất lại, mình trồng lại giống mới thì qua nó mới đạt, nó mới đẹp. Là ban đầu tiếp tục là 2 tháng mình có thể mình hái là mình thu hoạch là bình thường. Hiện tại vùng nguyên liệu của em á thì ở Ô Môn và em có liên kết thêm số vườn khác ở một số tỉnh khác. Ví dụ như em cũng đang thu mua sen này cho một số vườn ở Sóc Trăng nè, An Giang. Rồi ở Cần Thơ thì em mua một số vườn ở Thốt Nốt, Đồng Tháp vân vân. Dạ. Vùng nguyên liệu dùng sen này á là em đang liên kết khoảng 6 nhà vườn. Thì tầm diện tích tổng diện tích tầm khoảng là 50 công đất khoảng 5 hecta. Số lượng em cung cấp cho thị trường hàng ngày là tầm khoảng là 4-5.000 bông một ngày. Bà con cho biết loại sen này dễ trồng và nhẹ công chăm sóc, lại không phá vỡ liên kết với những vùng trồng lúa lân cận. Ngoài ra, trên cùng một diện tích, chi phí đầu tư một công đất trồng sen chỉ khoảng 1-1,5 triệu đồng, giảm gần 1/2 so với trồng lúa. Sen ngoài bán bông, các bộ phận của cây sen như lá, củ, gương đều bán được. Ở đây hiện tại là em đang có là 3 giống sen, sen quan âm trắng, sen quan âm hồng và sen Zuwaba. Thì giá trị kinh tế thì sen quan âm trắng, sen quan âm hồng và Zuwaba thì em điền sử dụng để bán bông. Ngoài ra bên cạnh đó thì cái bông sen trắng mình sử dụng làm dược liệu được để làm trà nè chị. Rồi thân sen thì em cung ứng cho một số nhà hàng để làm ống hút. Lá sen thì làm cung cấp cho một số nhà hàng, chợ đầu mối để gói xôi, gói cơm vân vân. Ngoài ra, anh Nhân đang rộng vùng nguyên liệu sen 5 hecta tại Cần Thơ và một số tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Sóc Trăng. Mỗi ngày, ruộng sen của anh thu hoạch hàng ngàn bông, giá bán sỉ dao động từ 5.000 đến 6.000 đồng một bông. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa để đón xem chương trình Góc Nhìn Trưa Nay vào lúc 11:30 phút mỗi ngày trên trang tv.tuoitre.vn. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvo@tuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình Báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Tram Group. Xin kính chào và hẹn gặp lại.